Sau chuỗi ngày nắng nóng thì vào chiều nay một số nơi ở Nam Bộ đã đón nhận những cơn mưa khiến không khí dịu mát hơn hẳn. Không biết là diễn biến thời tiết đêm nay và ngày mai thì sẽ như thế nào, chị Hồng Quyên? Và sau cả ngày nắng nóng thì người dân của Nam Bộ cần phải đề phòng mưa dông sẽ xuất hiện vào tối và đêm nay. Chiều tối nay thì mây dông đã bắt đầu phát triển cục bộ như là ở tại Bình Phước, Đồng Nai, một số nơi miền Tây Nam Bộ như ở Long An, Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng. Đêm nay thì mây ẩm sẽ hình thành nhiều hơn và gây ra mưa trên toàn khu vực Nam Bộ. Những nơi mà tương ứng với màu xanh đậm và màu xanh lá như thế này sẽ xuất hiện mưa to với lượng mưa lên tới hàng chục mm. Mưa sau cả một ngày nắng có thể đi kèm với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh. Bù lại cho những cơn mưa đêm nay sẽ giúp dịu đi cái nóng trong ngày mai. Dự báo không còn nơi nào xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và hầu khắp các nơi khác của Nam Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 32 cho tới 34 độ. Còn tại thành phố biển Phú Quốc, dự báo vào ngày mai thì trời có nắng mây đan xen và nhiệt độ khá là vừa phải, khoảng 31 độ. Chiều tối thì có thể sẽ xuất hiện mưa rào nhẹ vài nơi. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Cà Mau cho tới Kiên Giang dự báo sẽ có mưa dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau dự báo ngày mai có gió nhẹ, độ cao sóng từ 0,50 m cho tới 1 m. Trời có nắng, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km.